Ngày 6 tháng 7, tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự Bùi Ngọc Trà My, 20 tuổi, ngụ thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, My thuê nhà trọ sống chung với Nguyễn Thanh Tâm, 23 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, Hậu Giang, trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Lai Vung, Đồng Tháp. Ngày 4 tháng 7, Tâm và My cùng nhậu với bạn tại phòng trọ. Sau khi nhậu xong, nhóm bạn của My từ thành phố Long Xuyên, An Giang qua Đồng Tháp nên rủ My và Tâm ra ngoài ăn nhưng My không đi. Tâm kêu My đi ăn không được nên bực tức dùng chân đá và đánh My. Quá bực tức, My chạy ra sau bếp lấy dao đâm vào ngực Tâm. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng Tâm đã tử vong trên đường đi.